Chào Thu. À, anh Bính à? Quán Thu đẹp nhất làng mà lần đầu anh mới đến đấy. Thì phải có nhu cầu mới qua chứ anh. Với anh ấy, gội đầu nhiều khi không chỉ là để gội đầu mà còn để thư giãn nữa. Anh bận quá nên chưa qua chỗ Thu được. Thì tại anh Bính có cái nhà hàng to như thế, bận là đúng ạ. Anh vào đi ạ. Quán tỉ việc thế này mà em làm một mình à? Thế sao không kiếm đến một hai đứa chạy việc? Thân gái liễu yếu đảo tơ, làm một mình làm gì cho vất vả à em? Trời ơi, cái quán của em là bé tí bé tẹo ấy mà. Thuê nhân viên phải có mặt hết lãi, mình toàn tự thôi. Vừa rồi ấy, anh có nghe chuyện vợ chồng của em. Tiếc thật đấy, Thu xinh nhất làng. Ngày xưa mà không lấy thằng Tiến thì bây giờ có phải sướng lắm rồi không? Mà cái thằng Tiến cầm vàng 10 trong tay mà không biết giữ. Thế mới thấy là các cụ dạy cấm có sai. Lấy chồng mà chọn với cái thằng mà dẻo mỏ, xong rồi đẹp mã, về chỉ tổ nuôi báo cô, rồi trai gái chứ được cái nết gì đâu. Cứ xấu xấu như anh này này là lo làm ăn, yêu thương vợ con hết mình. Thế mà em chẳng thấy anh Bính lấy cô vợ nào để mà chăm lo. Anh đầy, chẳng qua không gặp người anh thích thôi. Trò đời nó thế em ạ. Trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. Ôi dồi ôi, anh Bính hôm nay lại còn cả thơ nữa. Thực ra chuyện nhà em cũng có gì đâu. Hết duyên thì vợ chồng chia tay anh ạ. Thế em thì có phải má hồng má xanh gì đâu, chín nẫu rồi. Nẫu thì đã làm sao? Anh ấy chả thích xanh, chỉ thích nẫu chứ nè. Xanh ấy chỉ tổ ương với lại nhiều nhựa chứ báu gì. Nẫu nhá, vừa ngọt vừa bùi thôi ạ. Nhà em chỉ cắt tóc gội đầu bình thường thôi anh Bính ạ, không bán hoa quả. Nếu mà anh có nhu cầu tìm chín với cả bùi thì em mời anh đi chỗ khác. Của anh xong rồi đấy, 30 ạ. Anh gửi tiền. Em xin. Thu này, nếu mà anh có nỡ lời câu nào thì cho anh xin lỗi nhá. Đừng giận anh nhá. Thân thiết gì đâu mà giận anh. Gửi anh nhá. Thế anh về nhá. Vâng ạ. Chào Thu. Chào Thu. Chào Thu. Chào Thu. Anh Bính à, sao anh sang gội đầu sớm thế hả? Đâu, gội đầu sáng sớm thì tiền đình chết. Thế anh đến đây làm gì ạ? À, chả là anh có anh bạn mới mở quán phở bò to nhất phố huyện. Anh đến để mời Thu đi ăn sáng cùng anh. Cảm ơn anh nhá, em lại ăn sáng rồi ạ. Thu này, còn chuyện gì nữa hả anh? Anh nghĩ lại rồi, anh đang giảm cân nên là thôi chả ăn uống gì nữa. Thu gội cho anh cái đầu nhá. Thế em tưởng anh Bính bảo là gội đầu buổi sáng thì bị tiền đình cơ mà. Đấy là tự gội ở nhà, chứ còn Thu gội cho thì nó phải khác chứ. Em mới mở cửa hàng nên là cũng chưa gội được ngay đâu anh ạ. Còn phải dọn dẹp với cả đun nước nữa cơ. Có khi đợi lâu ấy. Không sao, anh đợi được. Với Thu bao lâu anh cũng đợi được. Anh vào đi ạ. Ngày hôm nay em đi trong
thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho Thu lên ra hỏi tâm, len vào trộm đi cái ước trong lòng. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu. Thu ơi, em có biết nhìn em từ góc này xinh đẹp nóng nanh nấp nánh lắm không? Em tưởng anh Bính bị mỗi vấn đề về răng, hóa ra là bị cắm mắt nữa. Em cứ động đến nỗi đau của anh. Thu này, người ta bảo vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Vì em ấy, anh đang có ý định trùng tu lại toàn bộ hàng tiền đạo. Ôi, em thấy người ta bảo á, làm lại cả bộ răng là phải nhịn ăn cả tuần đấy. Ôi, thế thì đúng ý anh rồi đấy. Cũng chính vì em ấy, anh đang có ý định giảm cân đấy. Anh đang ăn no carb với cả heo thì được 2 hôm rồi đấy. À, anh đang có cái việc này muốn nhờ Thu tư vấn. Sao, việc gì đấy hả anh? Mấy đêm nay anh mất ngủ, không biết chọn cái màu răng nào cho nó hợp với khuôn mặt của anh. À, Thu có con mắt thẩm mỹ. Thu nhìn hộ anh xem là cái màu răng nào nó hợp với khuôn mặt của anh. Anh mà có vợ rồi ly hôn ấy, mỗi tháng là ngoài tiền ăn học cho con, anh sẽ cho cô ấy khoảng 10 triệu để tiêu vặt. Phụ nữ sau ly hôn là vất vả lắm em ạ. Anh chỉ mong cô ấy sớm tìm được người chồng tốt đẹp hơn em nhỉ. Đấy, báo chí tivi người ta dạy suốt đấy, hết duyên hết nợ nhưng vẫn còn nghĩa vụ với con cái, thế nên cứ vui vẻ với nhau mà sống, có khi còn phải chúc nhau sớm tìm được hạnh phúc mới. Của anh xong rồi đấy ạ. Ngon rồi. Thu này. Dạ. Được rồi, anh đi nghỉ lễ ở Sài Gòn. Anh nhìn thấy cái túi này, anh nghĩ đến Thu luôn. Anh nghĩ là Thu đeo cái túi này sẽ rất xinh đẹp. Anh tặng Thu. Ôi anh ơi, em có đi đâu đâu mà xách túi ạ? Thôi em không nhận đâu. Ơ kìa, phụ nữ mình phải có túi nọ túi kia thay đổi chứ em. Dù gì Thu cũng là chủ salon tóc nổi tiếng nhất ở cái xã này, Thu phải thể hiện đẳng cấp chứ. Ui, đẳng cấp gì hả anh? Mà em thấy cái túi này có vẻ đắt tiền à? Thôi em không dám nhận đâu ạ. Ui, Thu đúng là sành điệu, nhìn phát biết luôn túi hàng hiệu. Như thế cái túi này càng hợp với Thu đấy. Thu này, phụ nữ sau ly hôn ấy, mình càng cần phải xinh đẹp hơn. Cũng chưa ly hôn hẳn đâu, mà túi nhìn đẹp nhỉ, hàng hiệu có khác. Anh nhận đi, cho anh Bính vẩu anh vui. Dạ, chồng cũ của em đã nói như thế thì em không khách sáo nữa ạ. Em cảm ơn anh Bính ạ. Ôi. Người ta cơm bưng nước rót cho chị đại nào đấy vui vẻ và đầy tự hào mà anh. Rõ ràng. Nên mình không có lý do gì mà từ chối một món quà đẹp như thế này, đến từ một người đàn ông ga lăng nhanh Bính cả. Chuẩn luôn. Dạ. Thu nhận như thế này là anh rất vui đấy. Nghe nói Tiến ra này làm thuê cho Ánh nhỉ? Ánh là đại gia thực sự, Tiến đúng là số hưởng. Anh Bính nhà hàng dạo này ế ẩm quá hay sao mà rảnh rỗi sang rửa đầu sớm thế? Tiến không phải dân kinh doanh nên Tiến không biết. Mình bây giờ là chủ rồi Tiến à. Mình quản lý từ xa, mình làm ăn lớn mà. Việc động tay động chân nó qua từ thời xa xưa rồi Tiến à. Thu này, hôm tới ở trên thành phố ấy, anh có anh bạn mở một cái nhà hàng mới to lắm. Anh mời Thu đi cùng anh nhé. Tiện thể mình đi xem phim luôn. Vâng ạ. Thế hôm đấy Thu nhớ đeo cái túi này nhá. Đồng ý ạ. Thế thôi anh xin phép. Dạ. Để em tiễn anh ạ.
Mình chào Tiến nhé. Không dám.